quán bún bò này ăn chỉ là để ngắm cây ổi thôi, không phải ăn bún gì cả. Thì cây ổi hôm trước em định mua nhưng mà gọi các chủ nó không có nhà và xin số điện thoại gọi không nghe máy. Này đi qua thấy người ta đã trồng chậu rồi, thì vào ăn bát bún để ngắm cây này bạn. Đây các bạn xem nha. Này. Chị ơi, cây này hôm ấy anh ấy bảo bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ. Hôm trước gọi điện thoại chả thấy bao giờ nghe máy cả. Cái ổi. Trước sang gần chưa trồng. Có gọi điện thoại rồi nhưng mà chả thấy nghe máy gì cả. Trước còn chưa trồng. Dạ. Chắc là mấy mà mấy 7 triệu đô la ấy. Mười mấy triệu. Kinh hết nhỉ. Thế thì chạy nó dép rồi. Ta. Mười mấy triệu đổ lại. Sợ quá. Nhưng mà cũng đẹp đấy. Tay cái côn. Dịp. Tay chốt rất hay. Cái này thì cắt đi bé quá. To. Bác này bắt nhiều cây ghê. Và có bán không bác? Để ngồi đây ăn uống cà phê ngắm cây cũng được. Vào đây ăn bún chỉ để ngắm cây thôi mà. Trước đấy thấy ít ít, bây giờ lại thấy nhiều nhiều rồi. Cháu thích chơi ổi. Thích chơi cái ổi. Và ăn bún bò, ngắm ổi. Thích không? Hôm trước nó còn ở trên cái bầu của đất thả đây. Hôm đấy mà hỏi được thì giá cũng đáng mềm hơn. Bây giờ lên chậu ở khác. Rất quái. Rất quái. Chốt tay này rất hay. Chốt tay rất hay. Dạ. Dạ. Vâng, để xem cho nó rõ. Đấy, hàng không? Trong này có xích con chó không nhỉ? Gắn chứ. Thích cây ổi. Kia có một cây nữa, đừng có to. Đấy, mà tôi quay. À, có bún rồi. Có bún rồi. Vào ăn bát bún rồi tính tiếp, không có nguội. Đấy. Đấy, và tao các bác ăn bún ngắm cây ngã ba bưởi Thành Đại 2, thú vị không? Rất thú vị. Trời đang có tí mưa. Ăn bát bún bò Huế này, bún bò Huế các bác. Đây, đây là cái ổi. Cẩm thị này. Kia là một số cây khác. Thôi, ăn là các bác nhé. Kia là tính tiếp các bác. Mưa rất to, bỏ lửa bắt bún này. Đúng rồi, cẩm thị. Cái bún lên nói sẽ lẹ đi hết. Đấy, bỏ lửa bắt bún chạy. Mưa hết. Thịt luôn nhé. Rồi, ở đây ngắm cây tí, ngớt mưa thì té các bạn. Đây, cây ổi. Các bác xem cái video mà nói được chuyện đi lang thang của em gặp hai cụ ổi ở đây. Hai cụ ở đây. Bốn người, bốn người, bốn người, bốn người, bốn người, bốn người.
Kia có một cái cây cô rô. 40. 2 cái tổng thịt. Và đằng này có một số cây khác chưa nhìn rõ. Tí nữa tạnh mưa thì tôi sẽ cố gắng vé vào một chút để quay một vòng những cái cây, và có thể nếu mà gặp bác chủ hỏi xem là bao nhiêu tiền cây. Đấy, hiện tại là bây giờ đang bỏ tới chạy, bốn biết bỏ chạy rồi. Đấy, có vẻ tào nhã các bác nhỉ. Còn ai nữa? Còn lầm bầm nữa? Lầm bầm một mình nghe cho nên mà giờ ngươi chết. Chết rồi. Tôi hỏi bác chủ các bác, 20 triệu cây này và cái kia mỗi cây 20 triệu như nhau. Đấy, ghê gớm không bác? Khó nhỉ? Khó đấy, giá đấy khó lắm. Các bác thì định chơi thôi. Tôi chết mưa quá, không kịp rồi. Đây, cây ô rô. Hay trong kia gọi là cây quýt rừng đấy. Quýt rừng là cái xả. Cẩm thị. Mưa không ra được các bạn, đang rất là mưa. Cẩm thị. Đã chát quá luôn. Đây, từ này cũng 20. Rồi mưa nó rất là tối các bạn. Này cũng 20. 20 triệu quá. Bắt chủ là người Huế, người Huế làm quán bún bò Huế ở đây luôn. May quá chỗ này có cái ô. Đấy, bây giờ nhìn nó nét hơn là khoảng độ 1 tháng trước, đúng không các bác? Xanh tốt hơn. Trước chắc nó mới chuyển về nên là nó hơi úa. 20 triệu. Cây kia cũng 20 triệu. Đấy. Đây là cây bạch mai rừng. Bạch mai rừng. Cây này hoa rất là đẹp. Hoa rất là đẹp, cái gốc rất là quái. Ngoài kia mưa không. Đấy, xích, ngoài kia mưa lắm, không ra được các bác. Đây là cây cẩm thị này. Này là cẩm thị, một cây bằng lăng núi đá, bằng lăng nó thiên nhiên rất giống cây của tôi nhưng mà cây này nó to hơn, bằng lăng tự nhiên đấy, nó thiên nhiên, bằng lăng núi đá, bằng lăng lá nhỏ nữa. Ngồi đây tí, đang định về mà không về được các bạn, mưa quá. Áo mưa mà cũng mưa hết rồi. Cẩm thị. Trời tối sầm. Cũng không mưa có. Ra màn không các bác, mưa. Hôm nay phiên chợ ở Vạn Phúc á, nhưng mà rất vắng người đi chợ. Cả người bán lẫn người mua rất vắng. Gặp bác Đỗ Sinh ở đấy. Bác Đỗ Sinh phỏng vấn đúng cái cây mình mua. Các bác ấy không biết mình. Bên lại đều rồi các bác ơi. Bác chủ đây. Bác chủ bán bún đây. Bán bún bò Huế. Đấy, các bác mà muốn xem kỹ những cây ở đây thì xem lại cái video mà có tiêu đề là lang thang thì gặp hai cụ rồi. Bây giờ hai cụ đây, mỗi cụ 20 triệu. Chắc là nếu mà mua thì chắc giảm tí, nhưng mà bác này có thể bác không muốn bán, bác để đây để trưng bày cho khách thôi. Vừa uống cà phê, vừa bán cà phê mà vừa bán đồ ăn bò Huế không? Đúng là nét cây của miền trong, nét cây của miền trong, miền Trung đổ vào rất nhiều cẩm thị và cây thiên nhiên. Rồi, xin phép các bác là đi vào trong kia không ướt hết.
ơn các bạn ạ.